Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa Trời,
tin vào Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy còn nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết được rồi. Ông Tô-ma thưa với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Amen. Con lạy Chúa, con
Chúa nhắc lòng chúng con lên Chúa.